Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món rau cải chip xào với tỏi nhé. Để làm món rau cải chip xào tỏi, các bạn chuẩn bị cho mình một mớ rau cải chip này. Một củ tỏi thì các bạn băm cho mình một phần băm nhỏ và một phần mình đập dập ra nhé. Và mình sẽ cho vào đây một ít gừng, các bạn thái sợi gừng cho mình nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chậu nước và mình sẽ cho vào đây một ít muối nhé. Để mình rửa rau trong cái nước muối để mình ngâm đây. Rau cải mình các bạn sẽ cắt cho mình rau cải chip ra thành từng những cái bẹ ra nhé. Và mình ngâm luôn trong nước muối loãng này. Những cái lá nào mà phần đầu nó bị hỏng ấy thì mình sẽ nhặt bỏ đi nhé. Các bạn ngâm cho mình 10 phút, sau đó mình sẽ đem đi rửa sạch nhé. Này, khi chúng ta rửa thì các bạn nên lưu ý cái phần bên trong bẹ nhé, nó sẽ bẩn ấy, thì mình rửa đây. Và với cải này thì mình sẽ xào tất cho mình không thái ra các bạn nhé. Mình xào cả cẳng thế này, khi mình gắp ăn thì mình ăn cả cẳng như thế này được cho nó giòn nhé. Mình sẽ hết từng cái ở bên trong này đi. Nó có đất có cát đấy, vì nó sống ở cái này nó rất thấp, cây nó thấp gần với mặt đất, cho nên là khi máy nước hoặc trời mưa ấy, nó sẽ bắn đất cát lên. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé. Đây, mình cho dầu lên, sau khi dầu nóng lên thì mình mới cho phần tỏi băm vào. Rồi, khi dầu đã nóng lên rồi thì các bạn sẽ cho mình phần tỏi băm trước nhé. Sau đó mình sẽ cho phần gừng sợi. Khi rau cải ấy, chúng ta xào chúng ta có một chút gừng thì nó sẽ ngon hơn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần rau cải vào để mình xào. Thank you.
Thì xào rau này thì các bạn cho mình luộc nó khá to vào nhé. Cái phần rau ấy ra đã, trong đó thì mình sẽ cho gia vị vào. Bây giờ các bạn sẽ cho mình gia vị vào để mình xào. Mình sẽ cho vào đây 1/2 thìa bột canh này. Rồi mình sẽ cho một chút nước tương nữa. Các bạn cho mình một chút nước tương nữa. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút dầu hào. Chút dầu hào. Rồi bây giờ mình sẽ cho lốt cái phần tỏi đập đập nhé, để cho nó giữ được độ thơm ấy, khi chúng ta xào rau ấy. Nên cho hai lần cho tỏi như vậy. Bạn nào mà ăn đập cay thì các bạn có thể cho ớt, cho tiêu tùy theo gia đình nhà mình nhé. Bột ngọt thì mình đã cho bột canh đa dụng nên là nó có ba chức năng rồi, mình cũng không phải cho vào hẳn lên nữa. Rồi bây giờ mình ăn thử xem phần cải đã vừa và chín chưa nhé. Rất ngon rồi các bạn ạ. Nhưng mà cuối cùng thì các bạn phải cho một xíu mắm thôi, không cần nhiều. Vài giọt vào cho nó có độ thơm của món ăn. Bây giờ các bạn đảo đều lên và mình tắt bếp nhé. Đây các bạn cho mình cải ra đĩa nhé. Cái này mình cũng xếp ra. Mình xếp ra đĩa như thế này để mình cho gia đình nhà mình ăn nhé. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong là một đĩa rau cải chip xào với tỏi nhé. Rất thơm và ngon này, mà lại xanh giòn của rau. Các bạn chỉ cần một mớ rau cải chip này và một củ tỏi, một ít gừng nhé. Mình cho gia vị tùy theo gia đình nhà mình nhé. Sau đó mình trang trí một ít ớt lên trên. Nếu mà ai ăn được cay thì chúng ta có thể ăn cay nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé.